Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPPhotoshop.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra được một cái bảng hiệu theo kiểu thời xưa, thời nói sao nhỉ, thời bao cấp á. Rồi, thì đây anh em chúng ta tiến hành ha. Đầu tiên là các bạn sẽ cần một cái phông. Phông này thì mình lấy ở trên của Excel ha. Excel. Ai. Các bạn lên cái fanpage là Impressible Excel. Các bạn search đại cái chữ CEL thôi là các bạn sẽ thấy cái đây cái phông kiểu thế. Phông kiểu hòn ngọc viễn đông. Này là cái gì đây trời? Đây, cái phông mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay ha. Cái phông Stormtrooper, phông Duo Việt hóa. Thì các bạn có thể vào cái link này ha, hoặc là các bạn vào cái link ngay phía dưới phần description, hoặc là ở dưới phần comment ha. Thì mình sẽ comment cái link vào. Thì ở đây chị Nhung là chị chủ trang iSell này đang là share free cái này ha. Các bạn chỉ cần comment vào inbox thôi. Thì bà sẽ gửi cho các bạn cái phông này. Việc các bạn là tải về máy và tiến hành làm theo cái tool của mình. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái trang mới. Ở đây mình sẽ để là 2048 chiều ngang, chiều dọc tùy ý. Ở đây mình sẽ để là 1248 thôi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra một cái chữ, ví dụ như là chữ bảng hiệu kiểu hồi xưa thì ví dụ như là phó nhai không. Cái đó là phải sử dụng cái phông Excel Trom. Đây, Trom Trooper. Đấy. Chụp ảnh không phải các bạn nhỉ, cắt tóc đi, cắt tóc. Rồi một chữ tiếp tục ở giữa là cái tên Hoàng Phúc. Lại cái thế, cắt tóc Hoàng Phúc. Rồi đây chúng ta sẽ để sắp xếp cái chữ này sao cho nó ok chút xíu. Ví dụ như là mình sẽ để nó ở đây chẳng hạn thế. Rồi đến đây đi. Rồi tiếp theo mình sẽ phải có thêm cái chữ gì ở dưới, ví dụ thêm năm chẳng hạn thế. Cắt tóc Hoàng Phúc, cắt tóc Hoàng Phúc thì ví dụ là cây kéo vàng toàn miền Nam 1969 đi. Rồi tiếp tục ở một cái phông ở trong cái bộ phông đó luôn là as gì gì đó mình cũng quên mất tên rồi. Đồng rồi Astroline đây. Rồi, cây kéo vàng toàn miền Nam 1969. Rồi đây mình sẽ phóng to ra, mình bấm Ctrl T để mình phóng to ra ha. Rồi mình sẽ để nó ở đây chẳng hạn thế. Rồi ở đây chúng ta đã có cái chữ này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ phải có thêm cái hình gì đó đi, cái hình mà dạng như kiểu hình vẽ. Thì đây các bạn sẽ lên trên image Google, các bạn search, các bạn sẽ search là vintage hay là retro cũng được. Đây clip art, clip art đây, PNG ha, hoặc là không có PNG được nhưng mà đây mình sẽ chọn là được người đàn ông thì mình sẽ chọn clip art man. Đây mình sẽ lấy cái hình hình nào cho nó to tí, mình sẽ chọn kích thước lớn hơn 1024x768. Sẽ tìm cái hình nào cho nó ok một chút xíu, hình này chẳng hạn thế, hình này thôi bỏ vào đi, chọn hình nào cho nó đẹp trai tí nhỉ. Đây hình này đi. Đây mình sẽ lấy hình này như vậy ha, mình bấm chuột phải lưu hình ảnh. Rồi mình sẽ lấy kéo thả vào đây cái, thả vào đây. Rồi đây mình sẽ thu nhỏ lại cho nó vừa phải và để vào vị trí. Đó, kiểu thế. Mình sẽ để layer này lên trên cùng đi. Rồi, với những cái chữ thì có thể là mình sẽ cho nó hơi nghiêng nghiêng một chút xíu. Rồi. Rồi, đại khái là chúng ta có như vậy ha. Rồi, bỏ đây đi. Rồi, công việc tiếp theo mình sẽ crop cái khu vực này lại để cho nó vừa phải thôi. Chọn công cụ crop ha, mình bấm chữ C hoặc là các bạn bấm lên cái crop ở phía trên này, sau khi xong bấm enter. Để ta đồng ý crop. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái background, cái màu background cho nó ha. Đây có thể là mình sẽ crop ở phần dưới thêm chút nữa. Rồi, để tạo một cái màu background các bạn chọn vào cái New Adjustment Layer ngay phía dưới này và các bạn chọn là Solid Color. Ở Solid Color này các bạn chọn một cái màu gì đó tùy ý, ví dụ như là màu cho nó sáng sáng lên một chút xíu, màu vàng chẳng hạn vậy.
Đó, màu vàng đi cho nó sáng hẳn lên, lật lật chút xíu. Rồi rồi, đây là màu vàng ha. Tiếp theo nữa, Happy Man thì mình sẽ click đồ vào đây và chọn là Color Overlay. Ở đây mình sẽ chọn cái màu nào cho nó nổi nổi lên chút xíu, màu đen chẳng hạn thế. À, đen xấu quá. Mình sẽ chọn cái màu nào cho nó tương đối, nó nổi chút xíu, màu đỏ chẳng hạn vậy. Ok rồi. Rồi, tiếp tục cái chữ Hoàng Phúc thì ở đây là chữ chủ yếu, thì nên là mình sẽ chọn cái màu nó nổi bật chút xíu, mình sẽ chọn màu đỏ. Rồi, cây kéo vàng toàn miền Nam với lại cái chữ cắt tóc này thì mình sẽ chọn cái màu khác đi chút xíu. Có thể là mình sẽ chọn màu xanh lá cây chẳng hạn vậy. Rồi, cho nó đậm đậm chút. Rồi, cái cây kéo vàng toàn miền Nam cũng vậy, mình cũng chọn cái màu xanh này thôi. Rồi. Sau khi xong rồi thì ở đây mình sẽ tiếp tục tạo cho nó một cái bóng. Các bạn nhớ cái kiểu bóng đổ của người xưa à, mình cũng click đôi vào cái chữ Hoàng Phúc này, hoặc là các bạn bấm chuột phải ha, bấm chuột phải à, đâu rồi, bấm chuột phải chọn cái blending option đó thì nó cũng sẽ ra ở bảng này. Ở bảng này các bạn sẽ chọn là prop shadow, và ở prop shadow này reset to default ha, đây mặc định nó sẽ là như thế này ha, thì các bạn sẽ chỉnh cái blending mode về normal, và màu thì các bạn sẽ chọn lại cái màu gì đó đi, màu xanh đi. Ở đây cái sprite này thì mình sẽ đẩy nó lên maximum luôn, size thì để vừa đúng nó, và distance các bạn sẽ kéo nó ra một chút xíu cho nó vừa bằng luôn đó, để sao cho nó ok chút xíu. Đây mình để thấy cỡ này là vừa rồi. Opacity sẽ để lên maximum, và cái màu xanh này thì các bạn sẽ chọn cái màu xanh này cho nó ok chút xíu. Đây ví dụ như mình sẽ chọn nó cho nó hơi lờ lờ kiểu như này. Các bạn nhớ là cái style hồi xưa nó hay có cái kiểu là cái chữ là một màu thì cái bóng của nó thì thường người ta sẽ sử dụng cái màu nó là cái màu đối của nó để cho nó tăng cái contrast lên, ví dụ như là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, rồi màu xanh lá cây chẳng hạn thế. Đó là một những cái màu đối ha. Tương tự với những cái màu cái chữ cắt tóc này thì mình cũng sẽ chọn cái drop shadow nào đó cho nó phù hợp chút xíu. Ở đây ví dụ như là mình chọn cái màu cam chẳng hạn vậy. À, chọn màu cam đi. À, tương tự với lại cái cây kéo vàng toàn miền Nam này mình cũng sẽ sử dụng một cái màu vàng hay là màu cam gì đó. Đây màu cam đi. Rồi. Sau khi xong chúng ta sẽ làm cho cái này cho nó trở nên nó vintage hơn chút xíu nữa, là nó phải có những cái vân kiểu như cũ cũ. Thì đây các bạn sẽ vào trong cụm ở trong cái image ha, các bạn chọn là các bạn sẽ tìm với chữ là vintage texture. Đó, vintage texture. Ở đây các bạn sẽ chọn đại một cái hình nào đó cho nó lớn chút xíu. Công cụ ở đây các bạn nhớ chọn cái hình kích thước là lớn ha. Các bạn bấm vào công cụ này chọn kích thước lớn. Ở đây mình sẽ tìm lại một cái nào để cho nó nhìn cho nó độc lạ chút xíu. Ở đây có thể là mình lấy cái này đi. Sao chép hình ảnh thôi. Sao chép hình ảnh vào trong cái này và mình sẽ chọn là để lên trên đầu. Mình sẽ bấm Ctrl T rồi để cho nó thu gọn lại chút xíu, nhớ để phím Shift rồi chúng ta thu gọn lại ha. Đó, để phím Shift kéo ra chút xíu. Ở đây mình sẽ lấy cái này đi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chuyển về cái blending mode là soft light hoặc là overlay. Ở đây có thể là mình thấy là để soft light là thấy khá ok. Đó, mình sẽ giảm opacity đi chút xíu. Rồi thì đây các bạn thể thấy là một số cái vết nó cũ cũ là cái vân như thế này khá là ổn. Ở đây mình thấy cái chữ cái shadow của Hoàng Phúc là thấy nó hơi hơi cái bóng đổ của nó thì mình cảm thấy chưa chưa ổn lắm, thì mình sẽ chọn cái màu khác. Ví dụ là màu này đi, nhìn cho là thấy đậm lên chút xíu đó. Rồi hình người này mình cũng thấy chưa chưa ổn lắm, mình cũng click đôi vào đây và mình chọn cái khác cho nó vừa mắt hơn. À, đó là sau là chúng ta đã làm xong cái một cái hình dạng như là bảng hiệu và thời bao cấp ha, khá là đẹp. Và nếu như các bạn muốn mình có đưa cái link rồi đó thì các bạn có thể vào đó các bạn tải cái phông này ha, một cái phông là iCell Storm Trooper, và cái link mình để ngay dưới phần comment, hoặc là đó thì các bạn có thể vô các bạn tải về, các bạn bật click chuột phải vào cái phông, các bạn chọn Intro là nó sẽ vào. À, sau khi các bạn cài phông xong các bạn mới mở Photoshop lên ha, thì ở trong nó sẽ có cái này. Rồi
Mình có hiện tại mình đang bán cái khóa học Photoshop cơ bản ha, với giá là 399.000. Nếu như các bạn muốn mua, các bạn có thể vào cái link là www.cơ bản.hdphotoshop.com để mua ha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn tutorial. À, đừng quên like, share và subscribe nhé.